chân nhỉ. Ôi thôi, tòi cái chân ra rồi kìa. Chết bóng không ra sống gì. Sợ nó nghẹt gối trong đi. Chân nó dài rồi nó không vặn được. Hết con này nhé. Hết rồi anh. Được mỗi đứa. Mày bế vào cái bỏ đi siêu âm đã. Chân nó đau chưa?